cannot fight for themselves. Wonder Woman. What are you? You will soon find out. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Khen Phim. Mình là Sơn, đây là Tân. Hôm nay thì hai bọn mình đã đi coi bộ phim. Phim gì ta? Wonder Woman. Không. Wonder Girl. Ồ, đó là tên lúc nhỏ thôi. Thôi, chúng ta vào nội dung chính, không đùa giỡn nữa. Đây vẫn là vé xem phim như thường lệ, mình sẽ show trước khi chúng mình review. Ok, thế Tân, lần đầu tiên Tân thấy một nữ siêu anh hùng, nữ siêu anh hùng đầu tiên của DC. Tân thấy nữ siêu anh hùng này thế nào? Cô ấy rất là gợi cảm và rất là bốc lửa nữa. Và rất mạnh mẽ nữa. Vậy Tân nhận xét như thế nào về nội dung của bộ phim Wonder Woman? Mình thấy về bộ phim này là khá là hấp dẫn và khá ở nội dung và lẫn cái cách mà nhân vật diễn xuất và cũng như kỹ xảo âm thanh. Đặc biệt là hôm nay mình coi xuất chiếu đặc biệt mà âm thanh tốt nữa, cho nên mình cảm giác là lần đầu tiên mình thấy một bộ phim mà có chất lượng âm thanh tốt đến như vậy. Lần đầu tiên Tân thấy một bộ phim mà nó sexy, nó bự như thế này đúng không? Lộn phim. Không, nó bự thật mà, thực sự nó bự mà. À, đúng rồi, bự thì có bự mà nhiều nghĩa. Ừ, đúng rồi, chúng ta chuẩn bị bỏ qua phần đó đi. À, thế vừa rồi bản thân đã nhận xét chúng ta về phần nội dung và một xíu xíu về phần kỹ xảo rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ nói kỹ hơn về cái phần kỹ xảo, phần nhất là phần những hiệu ứng cháy nổ trong phim á. Thì bạn Tân thấy nhà sản xuất là DC họ làm có tốt không so với những phim khác của bên Marvel? À, thì theo cảm nhận riêng của mình á, thì mình thấy là cái mức độ hiệu ứng nổ này thì nó ít, nó sẽ ít cái tiếng động, nói chung là star. Âm thanh nó không bằng. Ừ đúng rồi, không bằng so với cái mức độ mà bự to lớn của nổ của âm thanh á. Thì nhưng mà chúng ta vẫn cảm nhận đó là một vụ nổ lớn hay là có sức ảnh hưởng rộng đến một vùng. Có nghĩa là giống như là Tân cảm thấy như cái sự tái hiện của hình ảnh và âm thanh trong phim của những vụ nổ nó không có bằng với thực tế ngoài đời nếu như chúng ta chứng kiến vụ nổ đó thật sự, đúng không? Có thể là mình đã đi coi nhiều bộ phim có nhiều vụ nổ như vậy thì cái kỹ xảo lúc đó nó làm có vẻ là phóng đại hơn. Còn DC thì người ta hạn chế ở phần đó, nhưng mà họ sẽ thay thế bằng những cái nội dung khác tốt hơn so với nhiều bộ phim khác để tạo một cái điểm riêng của họ. Và chúng ta sẽ nói về phần diễn xuất của nữ diễn viên đóng vai Wonder Woman, đó là cô nàng Gal Gadot. Tân thấy cô nàng này diễn xuất như thế nào? Nhất là cái đoạn mà cô này nằm quằn quại khi mà bị cái ông thần kia trói lại và cô ấy nằm tưởng nhớ về anh chàng người yêu đẹp trai cao to sáu mối. Diễn xuất của cô này như thế nào? Thì lúc đó mình cảm thấy là cô này lúc nào đang giận dữ, đang giống như là mất đi một người mình yêu thương thì bộc phát toàn bộ sức mạnh, thì mình cảm thấy là cái diễn xuất lúc ấy của ấy là rất là thật và rất là đáng để xem. Chỉ có tiếc là có nhiều đoạn diễn xuất của cô ấy hơi sao, có vẻ là hơi thô một tí. Đúng rồi, có một vài đoạn hơi thô, nhưng mà xét về tổng thể thì cô nàng này diễn xuất cũng rất là ok. Thế Tân thấy như thế nào về anh chàng diễn viên Rick Bay đóng vai phi công? Anh chàng này thì cũng là một diễn viên khác để lại nhiều ấn tượng, nhất là màn bán khỏa thân lúc ban đầu khi mới vào phim. Ra là hơn cả bán khỏa thân, tại vì chỉ có dùng tay để mà che thôi, hơn bán khỏa thân rồi. Và anh chàng này xây dựng là một kiểu con trai cũng kiểu như là rất là hám gái. Bằng chứng là khi mà anh ta trên tàu ở với cô ấy thì anh ta liên tục hỏi về những cái chuyện liên quan như sex này nọ hay là khoái cảm này nọ, làm cho cái không khí bộ phim có vẻ là vui tươi lên. Nói chuyện bình thường thôi thì mình thấy thì trong hoàn cảnh này ai cũng vậy, bởi vì cô ấy là một người phụ nữ quá đẹp, quá quyến rũ. Và mình rất là, trong phim mình có khi mình coi phim này mình còn thấy là cô này đóng vai này thì cũng tiếc thật, bởi vì có thể nhiều vai khác thì đẹp hơn nhiều vai nó phô được cái vẻ đẹp của cô ấy hơn, nhất là vòng 1 đúng không? Mình nghĩ là cả 3 vòng chứ không phải vòng 1 không đâu. Ok, thế mà chúng ta sẽ nhận xét xong về diễn viên, diễn xuất, về kỹ xảo âm thanh rồi. Thế mình sẽ mời bạn Tân chấm điểm về bộ phim này. Thì lâu lắm rồi mà mình coi một phim của DC á, thì mình cũng không có rành nhiều về những loại phim anh hùng như thế này.
Nhưng mà nếu mà để chấm điểm theo cái vừa mới ra khỏi bộ phim rạp á, phim mới ra bộ rạp á, thì mình nghĩ là mình sẽ cho phim này cỡ 8.2 hay 8.3 gì đó. Cái là mình một người dễ dãi đó. Tăng nó một người dễ dãi. Thế còn bạn Sơn thì Sơn sẽ chấm bộ phim này chắc là khoảng 7 điểm. Nếu như xét về tổng thể tất cả các yếu tố, cộng trung bình lại về âm thanh, về kỹ xảo, về diễn xuất diễn viên và những cái phần nội dung của phim. Ban đầu thì phần nội dung của phim nó sẽ hơi dài dòng và nó hơi gọi là hơi buồn ngủ một xíu, nhưng mà sau khi chúng ta nhập cuộc vào cuộc chiến rồi thì mọi thứ nó trở nên rất là hấp dẫn. Và diễn xuất trong phim thì mình thấy cô đóng Wonder Woman này thì diễn xuất nói chung tổng thể là ok, như bạn Tăng nhận xét có tổng thể là ok. Và xem nói một cách toàn cục thì bộ phim này rất là đáng xem, và các bạn có thể xem ở cái rạp có âm thanh đặc biệt Atmos của bên CGV, hoặc là xem định dạng IMAX 3D để có thể trải nghiệm ok nhất. Mình là Sơn và đây là Tăng. Nếu bạn thấy video này hay hãy like, share, subscribe kênh khen phim để nhận thêm nhiều video khác mới hơn. Goodbye.